Lúc được Phật Thích Ca, giống như các hàng đệ tử xung quanh Phật Thích Ca thì chúng ta khá mê qua sau đó kiểu như là sự kiện này của sư phụ lại phát đề sau quanh nhiều nữ hay sư phụ không? Nó là ca có 500 nữ mà. Không có quá. Không có quá. Một bên nha, một bên nữ, một bên nam. Nha. Chung chung cái vườn cái rừng đó mà. Có vợ của Phật Thích Ca vô là cũng là sau này với lại là vợ nhưng mà cũng là đệ tử của Phật luôn, cũng câu luôn, có thằng con nó cũng câu luôn là nghe anh em đó với ngày Hồ La đó có nữ bên như cái người mẹ nuôi cũng tu luôn trong đó hết luôn, Phật độ hết gia đình luôn tu luôn. Mà cái quan trọng là có nữ vô nó lộn xộn phải không, cho nên đạo Phật bị diệt là như thời này, nếu không là 500 năm nữa mà bị nhiễm ai vậy mấy đứa con nhân đạo Phật bị nhiễm cái ông nhiễm đó Phật nói vậy đó, đâu có phụ nữ thì kéo dài thêm được 500 năm là 3000 năm, tự nhiên có phụ nữ vô cho nên 2500 năm nữa thôi hết đạo Phật chỉ còn đạo thiên tâm. Chỉ ra phía quê bự thôi à, chả là gì à, để thử cho nói sao. Chỉ
có ra phía quê bự á, thì mình vô 2919 thì này nó nằm trên cái mặt lên mà. Nếu vậy thì những cái loài mà có trứng thì là cái trứng nó có trước hay là một cái con vật nó ra trước hả sư phụ? Không thấy gì, đâu thấy gì, anh chưa lên rồi. Tùy theo đợt, giống như cha có trái đất giống như con có ruộng này, cái lúc con chầm trồng strawberry, cái lúc dưa hấu, cái lúc lúa miễn sao mà con thu hoạch được cái mùa thôi, thì cái trái đất này ở bên trên tuyết giống y như vậy đó. Giống như cái ruộng này thì có những lúc cả loài rồng sống trên trái đất, lúc cả loài dinosaur sống trên trái đất, lúc đó cả những loài người Atlantis, người Atlantis đó là cái tướng họ cao mình họ 7-8 feet lắm, họ cao tới 7-8 feet thì họ mới nhân minh quá, nhưng mà nhân minh mà quên đi tu hành thì cũng sẽ bị vậy. Là cái thời Atlantic là có thật hả sư phụ? Có thì nhà mấy di tích thật đó. Rồi song song á, còn người giới vô thì họ là ở một thế giới khác, họ đã observe cái quả địa cầu mình á đã nhiều triệu năm rồi mấy gì nói cái trái đất này là nhiều triệu năm rồi, nó không phải mới đây. Thường cái hồn đòi hỏi những cái chuyện mà những nhà khoa học không biết không. Vậy là cái lúc mà Atlantic nó bị sụp xuống biển đó là nguyên cái trái đất này không còn sự sống nữa hả sư phụ? Không có gì là sống. Một cái giống nhân khác là giống nhân người của mình. Thì chỉ có cái power của cha mới là làm lại cái sự sống sau khi cái Atlantic nó bị collapse hả sư phụ? Thì nó mới có câu chuyện đem mà đó. Tụi mình ở châu mình có câu chuyện nữ hoa nương nương với Phi á. Cha cho làm vợ chồng với sanh ra con đó. Yeah. Mình diện thế của mình là 100-900 con rồi này. Nếu vậy là người phụ nữ lúc nào cũng là cái ba sườn của người đàn ông hả sư phụ? Phụ nữ là ba sườn à? Có người sư phụ biết là con làm cái gì dạng chứ không biết á. Là ngày xưa mình không có đàn ông, chẳng có đàn bà. Đang một loại người một mà biosex người đó cũng sanh nở được, cho nên tới ngày hôm nay những người đó tái sanh lại thì trong người bất cứ chúng ta, trong người của nhân loại mình nè, đều có âm dương, đều là có hai thứ hết. Con là gái, con cũng có thể nhiều lúc thích gái. Người đàn ông đang là 100% cái gene là đàn ông, cũng có những lúc thích đàn ông nữa. Thì cho nên những cái nhiều kiếp nó lẫn lộn nhau thì cái lại gia thức á, nó ghi nhận được cái gì thì hôm nay á, nó đem cái đó ra để mà nó pop up lên khi mà có mang thân người tứ đại. Thì là đàn ông cũng có thích đàn ông, đàn bà thích đàn bà, là vì ngày xưa chúng ta lẫn lộn nhau. Cho nên bất cứ một người nào trên thế gian này đều có một chút xíu ý tưởng thích vậy. Trai thích trai, gái thích gái. Còn mày chắc nhiều kiếp nó đầu thai làm bà, cho nên giờ nó cũng đàn ông nhưng mà cũng có chút vui vui vậy đó. Nhiều đứa con gái á, thì giờ mình thấy nó thân phụ nữ nhưng mà kiếp trước nó đàn ông. Rõ ràng là trong nhóm mình là Mỹ Hạnh mình á, đàn ông. Cái đó là mình chọn lựa khi mình xuống đây hay là tự mình bị cái nghiệp mình nó lôi cuốn vô hả sư phụ? Bị nghiệp mình muốn get experience, trải nghiệm. Trải nghiệm hả? Kiểu này nó không xong quá ta, nó đi đường khác. Đường này nó ra gần lắm sư phụ. Xe nó bị hơi lọc xuống hố à? Đường cong đó là mấy anh 18 bánh là đi là lọt hết trơn. Lấy cái cua không hết là lọt. Cái đó đó bị lọt. Cái chỗ hồi nãy đường rầy của mình á, sư phụ chạy khoảng 500m là quẹo trái đi ra luôn cái ngõ hông ở trong. Rớt cái bánh luôn, cái mầm luôn.
sư phụ giải thích cái trứng ở trước hiện giờ có trước là cái trứng đem xuống rồi hóa sinh ra có dạng sáu loại dạng sinh nõn sinh thai sinh thủy sinh thổ sinh hóa sinh và trùng sinh cho nên cái hóa sinh là cái quan trọng là cái gọi là những chữ thiên giống như ông Tề Thiên được hóa sinh ra bằng từ cục đá thầy cha cũng được là thành Phật cũng hóa sinh từ thiên thạch trên trời cho nên cái hóa sinh là cái bậc cao nhất trong cái tất cả các sinh thì cái sanh hóa sinh nó là cái trứng đem xuống chứ không thể đem nguyên con gà xuống chảnh đâu có ăn gì được nên cái trứng đem xuống rồi ấp nở ra thành con gà mới lúc đó mới nhân giống từ từ nữa cho nên cái đó, cái đó là một đang giải thích về cái khoa học và cái của thế gian còn cái mà thường nói là suốt thế gian mà thu hiểu được mấy gì trên giảng bài á là chúng ta là những cái linh hồn bất tử chúng ta đi từ những hành tinh này sang hành tinh khác cái hành tinh nào hoại chúng ta đi qua cái hành tinh đang có sự sống đó là như vậy đây kêu hồi nãy mình đi từ đó qua nhưng mà cái này hướng số 4 nó chuyển ngược qua chuyển ngược cho mình đi hướng đó hả dạ dạ đi vậy xuân tới ít bên ép là dưới nhưng mà ngày hôm qua tại vì mình đi quá lố tại mình cái đi lố quá mình lố phải phí là cái đi cái thẳng luôn mút bên kia luôn đó là sư phụ đi vô ngõ trong luôn là quẹo phải cái tới nó mới đi vòng ra lại ham muốn nói chuyện hôm qua nó thiệt sorry sư phụ nha con buồn ngủ quá cái con bị được con gọi nó ra nhiều quá hôm nay chưa sorry ngủ tiếp đi chưa sorry con nào chuẩn bị đó sư phụ chuẩn bị quẹo hả quẹo chuẩn bị không chưa theo cái đó kìa qua khỏi cái đèn xanh đèn đỏ lên đi xíu gần nữa mấy thầy trò đi làm mình thâm tàng thì thỉnh dẫn thầy đi lạc biết mà thật là nó không cảm nhận chứ còn đúng mà địa chỉ tại đây nó có GPS mà dạ cái đường này mà đi theo đó là đi thẳng cho sư phụ prepare chứ anh nó quẹo liền làm sao sư phụ được quẹo kịp cái lúc nãy không phải cái này mới đúng nè phải hồi bữa trước mình đi cái đường đó chạy không đèn xanh đèn đỏ cái đường này xe lửa nãy mình mới vừa băng qua cái traffic light đó đi luôn chưa tới anh sao nó kêu quẹo trái nữa đây kìa cái chỗ của con mới